Mọi người có nhìn thấy ai không? Các loại máy móc. Mọi người, mình chuẩn bị lên sân khấu đây. Mời các bạn xem mình diễn tối nay nhé. Không sao, đứng đây cũng được. Bên nào chả thế. Tối nay mình sẽ livestream hát ở tại sân khấu nha. Anh diễn ở ngay trống Đồng Cảnh Hồ. Chào Linh Nga, Nga Linh, Nga Mỹ Quyên, Ngọc Bé Trần, Thu Hoa Phạm. Mọi người nghe mình nói không? Chuẩn bị lên sóng. Chào năm có hả? Rồi chuẩn bị rồi. Hiếu ơi.
Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta xin mời quý vị sẽ cùng đến với một tiết mục rất đặc biệt trên sân khấu lúc này. Hãy cùng chào đón nam ca sĩ Siwa xuất hiện trên sân khấu của chúng ta trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là Siwa xin được gửi đến quý vị chúng ta lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Thank you.
rất nhiều. Và sau đây sẽ là những cái bước để giới thiệu quý vị trong phần chủ đề mình đi thay đồ của chúng ta. Hát tiếp vài nữa. Chủ đề của chúng ta này là với chủ đề Girls the Code. Đi cùng anh. Và chúng ta họ sẽ có những cái sự lát nữa sẽ hát suy nghĩ trong anh. Thì với cái mái tóc với chủ đề của các cô gái trên lúc đi trên đường phố ấy ạ, phong cách rất là street style đúng không? Bạn muốn chụp ở đâu? Tớ không biết. Bạn đi thay đổi chất đi. Ok. Thôi anh cầm được rồi. Mình cũng chưa được ăn tối đây. Thuốc lá. Ai dẫn mình đi nhỉ? Đây nhiều thiếu cả.
Anh Khoa hiện tại đang đi thay đồ của chị nhá. Chị đợi là live 15 phút nữa là sẽ tiếp tục ca khúc tiếp theo. Ca khúc Suy nghĩ trong anh. Anh Khoa chuẩn bị trình bày. Anh cửa gì? Tháng 8 bên anh phải mở thông cả hai cửa với cách này.